Xin chào các cô gái xinh đẹp. Hiện giờ đã là đầu tháng 3 rồi. Và mình cũng nhận ra là mình đã không làm cái video favorites từ rất rất lâu rồi. Và không hiểu vì sao cả, mặc dù tháng nào mình cũng có sản phẩm yêu thích. Vì thế nên là hôm nay mình sẽ tiếp tục quay lại cái series đấy. Và hôm nay mình sẽ nói về những sản phẩm mình yêu thích nhất trong tháng 2. Cùng bắt đầu luôn nhá. Đầu tiên chắc chắn là phải kể đến son rồi. Trong tháng 2 thì mình có mua thêm nhiều loại son mới, nhưng nổi bật nhất và thích nhất thì có lẽ là NYX Lingerie đang cầm trên tay đây. Mình có mua 4 màu và bảng màu, nếu mình nhớ không nhầm thì có 12 màu tất cả. Hai màu mình đang sử dụng trên môi ngày hôm nay đấy chính là màu 12 Exotic và màu 06 Push Up. Mình sử dụng màu 06 này nút là một lớp ở dưới trước, sau đấy thì trồng cái màu 12 này lên. Riêng cái dòng lingerie lần này thì NYX tập trung vào 12 màu rất là lạ và chủ yếu là màu nâu và pha với các màu khác nhẹ nhẹ chứ không hề có đỏ, hồng, cam gì hết. Và mình đã tìm được 4 cái tông màu này là mình nghĩ phù hợp với da châu Á nhất và sẽ sớm làm clip swatch để các bạn có thể chọn được màu yêu thích. Màu là lý do đầu tiên mà mình yêu thích và tiếp theo là chất son. Chất son thì không hề bị bột, không hề bị khô, không hề bị lộ vân môi quá nhiều và kể cả khi bặm môi cũng không, nó không bị dính môi trên môi dưới, cảm giác rất thoải mái và rất là bền màu. Để cả ngày, kể cả có ăn xong thì nó vẫn còn màu. Nếu mà ăn ít thì còn nguyên, mà ăn nhiều thì nó chỉ trôi nhẹ một tí xíu phần lòng môi thôi. NYX Lingerie. Sản phẩm yêu thích thứ hai chính là bảng mắt Too Faced Chocolate Bonbon này. Và mình đã sử dụng trong video Make Up Valentine. Và sau hôm đấy thì ngày nào mình cũng sử dụng hết, bởi vì những cái tông màu này rất là dễ phối và có thể sử dụng hầu như là mọi lúc mọi nơi. Sử dụng ban ngày cũng được mà đi chơi tối cũng được, rất là tiện. Chất lượng phấn của Too Faced thì khỏi bàn rồi. Mình luôn tin tưởng các sản phẩm từ Too Faced và đặc biệt là màu mắt. Về màu mắt thì chất phấn bám rất là tốt, kéo dài cả ngày, không bị phai, không bị gì cả, trừ khi là mình tẩy trang đi thôi. Còn để từ sáng đến tối nó vẫn đậm nguyên, đẹp nguyên như thế. Rồi thiết kế và cả mùi nữa. Mình chưa thấy một cái màu mắt nào mà mùi lại thơm như thế này. Mùi như kiểu sô-cô-la ấy, đúng kiểu sô-cô-la luôn. Sản phẩm yêu thích tiếp theo chính là Bioderma, nước tẩy trang. Sau khi mà sử dụng hết sạch một chai rồi thì mình lần này đã quyết định là mua luôn hai chai cùng một lúc, hai chai 500ml luôn, bởi vì cái tần suất make up và tẩy trang của mình rất là nhiều, hầu như ngày nào cũng thấm hết hai bông tẩy trang, thậm chí là hơn. Và đây mới sử dụng được 2 tuần thôi và đã hết từng này rồi. Tẩy trang dạng nước kiểu này thì siêu dịu nhẹ và không bết dính, cũng không có mùi, đấy là những điểm mà mình thích nhất. Và tiếp theo nữa là cái khả năng tẩy của nó rất là sạch. Kể cả mascara mà chống nước hay là những cái màu mắt mà khó trôi, khó tẩy thì cũng tẩy được hết. Và những màu son kem lì mình cũng có thể sử dụng cái loại này được. Cái chai hồng mình đang dùng này thì là loại dành cho da nhạy cảm. Mặc dù da mình không phải da nhạy cảm nhưng mà bởi vì lần trước mình sử dụng loại thường rồi, thế nên muốn thử loại này xem nó có khác biệt gì không. Nhưng mà thực sự dùng mấy tuần thì cũng không thấy sự khác biệt gì nhiều lắm. Sản phẩm yêu thích thứ tư thì hơi ngẫu nhiên một chút xíu, đấy chính là cái ốp điện thoại của mình hiện nay. Và cái ốp điện thoại này là từ Ankit, một cái website ở Mỹ. Thế nên là nếu bạn nào mà đang ở Mỹ thì có thể dễ mua hơn. Cái ốp này thì nó là ốp trong và nó có nhiều hoa văn rất là lạ và mình không thấy ở Việt Nam, mình cũng không biết ở Việt Nam có không. Và mình cảm giác như thế này thì nó ít bị đụng hơn. Mình là một đứa không thích sử dụng ốp điện thoại. Từ tháng 5 năm ngoái cho đến tận tháng 12 khi về Việt Nam là khoảng thời gian mà mình không sử dụng ốp điện thoại một lần nào cả. Và chính bởi vì cái ốp này nó rất là nhẹ thế nên mình thích. Mình chỉ thích ốp nó nhẹ thôi, bởi vì khi cầm lên tay mà nặng thì... Ngoài ốp điện thoại ra thì họ còn rất nhiều sản phẩm hay ho khác nữa. Và điển hình là cái cốc con mèo mình đang cầm trên tay đây. Tiếp theo là bộ cọ màu hồng rất chóe của BH Cosmetics. Và bộ cọ này mới ra tháng trước thôi và mình đã mua ngay khi mà vừa nhìn thấy họ đăng trên web. Bộ này thì có 14 cây tất cả, 14 cây, và mình nhớ không nhầm thì giá trong khoảng 10-15 đô, bởi vì hôm đấy mình mua được giá sale. Thế nên là thấy rất là thích. Trước bộ này thì mình cũng đã sử dụng hai bộ cọ đầy đủ khác của BH rồi. Và bởi vì sao? Bởi vì chất lượng cọ của BH thì rất là tốt mà giá thành thì lại siêu rẻ. Cọ mềm, tán, dễ. Và đến bây giờ mình vẫn trung thành với cái cọ nền BH, cái bộ màu vàng vàng ấy. Đây, để mình lấy. Cái cây này mình vẫn sử dụng nền hàng ngày. Và mình sẽ link một số bộ cọ mình đang dùng ở phần caption để các bạn có thể tham khảo xem sao. Thật ra thì mình không thích cái vỏ này lắm đâu, bởi vì nó hơi bị chóe. Nhưng mà cái cây cọ thì lại là cái làm mình thích nhất. Là nó thân đen hồng và cái cọ thì có đen hồng ở đây. Cuốn sách mà mình muốn giới thiệu với các bạn trong video này và cũng là một trong những quyển sách mình đang rất rất thích hiện nay, đấy chính là Big Magic của Elizabeth Gilbert. Và không biết có bạn nào giống mình không, nhưng mình là một đứa đọc sách theo bìa.
kiểu dạng như nếu mà bìa đẹp, lung linh thì mới muốn đọc bên trong ấy. Thường thì mình sẽ lên Amazon.com và đọc review và sau đấy nhìn bìa của nó bắt mắt thì mua luôn. Cái cuốn Big Magic này thì cô Elizabeth cũng viết ngoài ở bìa sách, đấy là Creative Living Beyond Fear. Và trong này thì tập trung nói về sự sáng tạo này, làm thế nào để sáng tạo, làm thế nào để tìm được đam mê, và khi đã tìm được cái đam mê của bản thân rồi thì làm thế nào để phát triển tiếp. Và trong cái quãng đường thực hiện đam mê đấy chắc chắn là sẽ có những khó khăn trở ngại, và làm thế nào để có thể vượt qua nó và sống một cái cuộc sống gọi là thoải mái, mãn nguyện nhất có thể. Sau khi đọc cuốn này xong thì thực sự mình được truyền một nguồn cảm hứng siêu siêu lớn. Thực chất là không cần phải được đọc xong cuốn sách đâu, mà mỗi cái trang sách này khi đọc đã ngấm được rất là nhiều và cảm thấy như mình được tiếp thêm rất là nhiều lửa, rất là nhiều nguồn năng lượng để tiếp tục làm những cái việc mình đang làm. Và mình nghĩ là bất kể mà bạn đang theo đuổi một niềm đam mê gì đấy thì những cái cuốn sách kiểu dạng như thế này sẽ giúp chúng mình cảm thấy tự tin hơn và cảm thấy gọi là muốn đi tiếp, không chùn bước, và mình nghĩ là nên đọc. Tiếp theo là một sản phẩm mình rất tâm đắc trong tháng vừa rồi và mình nghĩ là bạn gái nào cũng nên sở hữu nếu có cơ hội, đấy chính là cái máy in ảnh lấy ngay của Fujifilm. Máy này thì tên là Instax Mini 8 và cỡ ảnh in ra là cỡ mini kiểu dạng như thế này. Trong một cái máy này thì bạn có thể nhét được 10 tấm phim vào và khởi động máy thì chỉ cần ấn cái nút này thì cái ống kính nó sẽ lòi ra. Cái cơ chế sử dụng thì cực kỳ đơn giản thôi, có khi bạn không cần đọc hướng dẫn cũng có thể biết ngay. Ở đây thì là chỉnh sáng và đằng sau này thì là những cái nút hiển thị nhỏ để biết là mình còn bao nhiêu phim trong máy. Và khi mà muốn chụp thì chỉ cần ấn một cái nút ở đây là sẽ xong luôn. Thật ra trước khi mua cái em này thì mình nghĩ chắc là không cần thiết lắm, bởi vì bây giờ chúng mình đều có máy ảnh điện thoại và chúng mình có thể chụp nghìn bức ảnh nếu muốn, và không thích thì xóa đi, thích bức nào thì in ra, và sao phải cần một cái máy này. Nhưng mà khi mà đã mua rồi thì thích ơi là thích và phải kìm nén để không chụp nhiều, bởi vì mỗi một cái phim nó tương đối đắt. Nhưng mà cái cảm giác in một bức ảnh ra có ngay, nó rất là sướng và nó rất là hạnh phúc, kiểu ghi lại cái khoảnh khắc ngay cái thời điểm đấy, ngay lúc đấy. Và mặc dù là chúng mình có thể chụp điện thoại chẳng hạn, nhưng mà về sau đấy ít khi xem lại, hoặc là nó cứ trôi đi, nó trôi dần xuống dưới, và nói chung là cũng không ghi lại được nhiều. Và cuối cùng là update một chút xíu về màu tóc hiện tại của mình cho những bạn nào đang tò mò. Thì cái màu này mình mới nhuộm ngày hôm qua thôi và mình không ra tiện, mà nhờ bạn trai nhuộm hộ đã được đào tạo. Nếu mà bạn nào thích chẳng hạn và muốn tìm mua cái màu này thì cái loại mình sử dụng hôm qua là L'Oreal màu 7A Dark Ash Blonde. Cái này là thuộc về tháng 3 rồi nhưng mình nghĩ cũng sẽ có những bạn quan tâm. Và mình đang siêu siêu thích cái màu này, thế nên là phải quyết định quay luôn trong khi mà màu tóc nó đang còn đúng nhất. Bởi vì chính mình cũng không biết là nó sẽ kéo dài được bao lâu. Những cái màu kiểu dạng như đỏ, hồng, tím mình đã thử thì nó trôi rất là nhanh, 1-2 tuần là nó đã nhạt đi rất nhiều rồi. Và mình hy vọng là cái màu này nó có thể kéo dài được khoảng 3 tuần đi. Tuy nhiên với những cái màu rêu xám kiểu như thế này thì mình cũng lưu ý là mọi người sẽ cần phải tẩy tóc thì nó mới lên đúng được màu. Còn nếu mà đang nhuộm từ màu nâu, màu đen chẳng hạn thì nó sẽ chỉ có màu ánh khi mà các bạn ra trời nắng thôi. Và mình cũng biết là tẩy tóc thì nó sẽ rất là hại tóc và rất là khô, nhưng mà nhiều khi muốn đánh đổi một chút để có được một màu tóc đẹp. Thuốc nhuộm L'Oreal thì hầu như có thể tìm trong tất cả các drugstore cũng như siêu thị ở Mỹ. Và mình mua giá là $9 một lọ. Với mái tóc của mình độ dài như thế này, mà bạn nào cũng dày cũng dài như thế này thì sẽ cần 2 lọ, còn không thì chỉ cần một thôi. Mình hy vọng là mình đã tóm gọn đầy đủ các thông tin cần thiết về tóc. Nếu mà còn thiếu cái gì thì các bạn hãy comment ở dưới, mình sẽ cố gắng giải đáp trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra thì các sản phẩm mà mình vừa đề cập đến cũng sẽ để link ở phần caption để các bạn có thể tìm mua. Vậy nha, giờ thì chắc là mình sẽ tạm biệt mọi người và hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo. Bye bye!